Vùng đất Mờ Sương, cái tên từ lâu đã gắn liền với đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao Y Tý Bát Sát. Y Tý Mờ Sương không chỉ bởi nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, mà còn có thể do nhận thức của bà con trước đây bị che phủ bởi nhiều phong tục tập quán lạc hậu. Và Y Tý hôm nay đã khác, vùng đất Mờ Sương nhưng cuộc sống mới của đồng bào đang từng ngày khởi sắc nhờ sự đổi thay từ nhận thức. Dậy từ 5 giờ sáng, đi hàng chục cây số vào rừng lấy củi. Thời gian còn lại trong ngày của người phụ nữ Hà Nhì là chuỗi công việc với ruộng nương. Thậm chí phải làm những công việc nặng nhọc vốn dĩ chỉ dành cho nam giới. Trong làng, người đàn ông nào thương vợ ghé vai chia sẻ thì người phụ nữ sẽ bị cho là không đảm đang. Ở với nhau rất là đơn giản, người ta không qua chính quyền địa phương đăng ký kết hôn, người ta bỏ những người phụ nữ đó. Tự nhiên mang cái gù mà chị phụ nữ thường xuyên đi lấy củi thu hết của nó cho vào cái gù, người ta ma ra ngoài cổng, ma ra ngoài cổng rồi xong là người phụ nữ cảm thấy mà tụ thân mình thì mới ma cái gù đó, mới tự nhiên đi như là vĩnh viễn luôn. Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm trước, giờ đây tình trạng mất bình đẳng giới ở vùng cao này đã cải thiện nhiều. Khi bà con nhận thức được rằng dựng vợ gả chồng là việc hệ trọng của cả đời người dựa trên tình yêu đôi lứa được pháp luật công nhận, thì những mái ấm hạnh phúc đã có trong nhiều gia đình. Như nhà tôi thì những công việc nặng thì tôi làm, còn những cái công việc nhỏ thì vợ tôi làm, cả hai vợ chồng cùng nhau làm thì mới làm được cái dịch vụ lưu trú này. Không chỉ dần từ bỏ định kiến về giới, vượt qua hủ tục, người Hà Nhì ở vùng cao Y Tý hôm nay cũng ý thức hơn việc giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp làng bản và tự tin đón khách du lịch. Nhiều chị đi học cao hơn để tự khẳng định bản thân mình. Cứ một tuần một lần là các hộ là cầm chổi và cầm con dao ra để mà vừa quét sân, lại vừa quét đường làng ngõ xóm, rồi lại phát cỏ xung quanh. Theo một cái đưa vào một cái quy ước của thôn ạ. Tôi thấy lớp bảo trẻ nó cũng đi học về xong là cũng có kiến thức mà cũng hiểu biết sâu hơn, mà cả nam giới cả nữ giới giúp đỡ lấy nhau, mà kể cả cái nó nào cũng phải có quyền giống nhau mà đường bình đẳng, mà chị em phụ nữ rất phấn khởi cái việc đấy. Y Tý Mờ Sương giờ đây không còn chìm trong nghèo nàn lạc hậu mà đang trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách. Sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là nỗ lực của mỗi người dân khi họ biết vượt qua hoàn cảnh, tự tin xây dựng cuộc sống mới hạnh phúc.